đây đường Nguyễn Thành Thiếu quận Tư. Bây giờ là gần 1 giờ trưa rồi, hay là trưa ngày thứ sáu rồi, ngày mai sẽ là cuối tuần. Trời khá là nóng, nóng lắm người á. Trong đường Đoàn Văn Ba vào buổi trưa, đây là dọc theo cái đại đường Đoàn Văn Ba, buổi sáng ở đây là cái chợ, mà buổi trưa thì đa phần chợ Việt Bắc. Cũng còn vài người bán, chủ yếu là họ bán trái cây thôi, chứ còn thịt cá thì đa phần đã dẹp. Có vài người họ bán đồ, có như là chỗ này họ bán cá thì vẫn còn cá. Đây là hiện máy ta. À, cái này không phải là hiện máy mà là đường Đoàn Văn Ba. Ở đây là gần 804 Đoàn Văn Ba. Chứ ban đầu thì mình tưởng là giống như là số máy ở trong hiện máy này nọ, mà không phải hiện. Đơn giản nó chỉ là Đoàn Văn Ba, đường Đoàn Văn Ba thôi. Trời bắt đầu dịu bớt. Trong đây di chuyển rất chậm luôn, ra là đường chật đó mà xe thì cũng đông. Đoàn Văn Ba này cũng khá là dễ chạy á, bởi vì á chỉ có một cái đường thẳng thôi. Đây là rẽ trái vào trong đại đường Sấm Chiếu. Quán cầm xây hồi xưa hay ăn ở đây.